Trong khi đó thì Cao Bằng ở lượt đấu trước đã để thua với tỷ số. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho Cao Bằng. Rất bất ngờ. Bàn thắng mở tỷ số kinh nghiệm, nhưng chúng ta hãy cùng xem lại bóng này. Một pha phối hợp đá biên có ý đồ của đội bóng vàng. Và Đào Minh Quảng là vào Cao Bằng trận đấu trong khuôn khổ bóng đấu thứ 12 giải Futsal Hai Đại Bành vô địch quốc gia năm 2020. Cơ ơi! Tỷ số của trận đấu là 1-1. Đó là tình huống ghi bàn của Phùng Trọng Luân. Rất rõ ràng, chúng ta cùng xem lại bóng này. Một pha bóng mà Thanh Sang thực hiện đường truyền dọc biên dành cho đồng đội di chuyển. Lỗ lực. Và làm tường của Đào Minh Quảng. Và Minh Vẫn. Cơ hội, Huỳnh Minh Quen không vào, vẫn còn. 2-1. 2-1 nghiêng về phía Cao Bằng. Một lần nữa, Bằng một lần nữa vượt lên dẫn bàn. Hãy cùng xem lại bóng này. Huỳnh Minh Quen đã có một tình huống một của trận đấu. Samnes Sotech Hòa mặc dù nắm kiểm cửa sau bóng và nắm sự chủ động ở trên sân, nhưng họ lại không thể tạo ra được những tình huống bóng thực sự nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng sau băng bàn ở trong tiếng vừa rồi, đó là Nguyễn Phúc. Khi mà chúng tôi đang nói đã cho thấy được đường nét của mình. Một pha bóng cực kỳ sắc nét. Lưu Đông Dương chân trái khá nguy hiểm. Nền tảng thể lực của cao thủ Cao Bằng đang giúp cho họ có được, có thể đeo bám một cách sát. Khổng Đình Hùng. Tỷ số của trận đấu là 3-2. Và đó là tiếng nói của Khổng Đình Hùng. Một pha bóng ngay. Bóng nảy ra sau tình huống xử lý không an toàn của cầu thủ bên phía Cao Bằng. Và Khổng Đình Hùng cung xem lại pha bóng này. Một tình huống mà cao thủ Samnes Sotech Hòa đã chủ động dâng cao để áp sát, gây ra khó khăn cho đối phương, nhưng họ đã không thể làm được điều đó. Cao thủ Cao Bằng đã bình tĩnh có những pha hợp với nhau. Anh Quý là người đã dâng cao và mở ra những khoảng trống ở phía sau cho Cao Bằng. Rất chính xác, Nguyễn Duy Trí là người đã có đường truyền để cho đồng đội dứt điểm tung lưới. Phản ứng của huấn luyện viên Bảo Quân sau khi mà cao trò mình có được bàn thắng sang bằng tỷ số 3-3. Cùng xem lại pha này, pha phản công sau khi mà Savinas Thanh Hòa không thể có được một tình huống tấn công tốt. Rất nhanh. Rõ ràng là vào lúc này thì nền tảng thể lực của cao thủ Cao Bằng đang